Đây cả nhà thì mình cũng đến đây Phật tử lưu ý nơi đông người đề phòng kẻ gian móc túi ha cả nhà. Đây là một người như vậy là chiên bao nhiêu chảo đây cả nhà? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 chảo ha cả nhà. Mỗi một người như vậy là chiên 10 chảo. Ồ, rất là nóng luôn cả nhà. Rất là điêu luyện luôn ha cả nhà. Mình cảm thấy rất là hay luôn. Tay nghề rất là dũng ha cả nhà. Có mồ hôi ướt nhẹp rồi cả nhà. Để miếng rau. Đầu bỏ thêm một miếng. Rất là nhanh luôn ha cả nhà. Rất là nóng ha. Đây là tới mỗi ngày á, là ba người chiên nè, nhưng mà bữa nay thì chỉ còn hai người à cả nhà, còn hai người thôi, còn hai người thôi cả nhà. Đây là kêu là chùa Phật Nằm ha cả nhà. Hồi nãy Bình với cô nguyên xe 16 chiếc xe 16 chỗ đó cũng có vô chùa Bà Nằm cũng thắp nhang rồi cầu nguyện rồi ha cả nhà. Thiền viện Đông Lai chùa Phật Nằm ha cả nhà. Phường Tịnh Biên, xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Có phục vụ bánh xèo hàng ngày ha cả nhà. Ba người làm đó. Nói chung là mấy anh làm rất là điêu luyện luôn cả nhà. Chiên rất là hay luôn. Thì cô chú muốn nhận mỗi người một cái bánh xèo đó phải xếp hàng ha cả nhà. Phải xếp hàng. Nó làm thấy rất là nhanh gọn luôn cả nhà. Thấy rất là điêu luyện luôn ha. Còn anh bên đây cũng vậy ha cả nhà. Bánh xèo độc lạ luôn cả nhà. Chiên quá trời chiên luôn rồi cả nhà. Rất là nhanh luôn ha. Theo từng chảo cả nhà. Quý Phật tử đến đây cũng sắp hàng ha cả nhà. Mỗi người nhận một cái, mỗi người nhận một cái ha cả nhà. Mỗi người đều nhận một cái bánh đó cả nhà. Mỗi người nhận một cái bánh để đem đi thưởng thức ha cả nhà. Nói chung là mồ hôi quá trời luôn rồi. Người chiên là phải luôn luôn nào cũng phải khó khăn tại vì hơi nóng cả nhà. Thì sắp hàng ha cả nhà. Phải theo trật tự ha cả nhà. Chứ không phải ai muốn lấy là lấy đó ha cả nhà. Tùy thôi. Nếu mà mình muốn dành nhau thì dành, còn không muốn dành thì thôi, tùy thôi cả nhà.
ấy chiên rất là nóng mà cả nhà ơi. Đây là tùy lòng hảo tâm thôi cả nhà, hình như là không có lấy tiền ha cả nhà, theo mình biết á, không lấy tiền, đúng là tùy lòng hảo tâm để mình cúng thôi cả nhà, tùy lòng mình cúng thôi. Đây cả nhà, quá wow. Chiên rất là nhanh luôn cả nhà, rất nhanh. Để xíu nữa mình thử đi lấy một miếng, một cái bánh cả nhà, coi mình lần đầu tiên đến đây á, để mình thưởng thức thử rồi cả nhà. Sắp hàng ha. Từ mà nói mình cảm thấy rất là nóng, mình đứng ở đây nãy giờ thấy rất là nóng ha. Rồi, mình cũng xin phép ra ngoài ha cả nhà. Và tới bên đây mỗi người bưng cho mình một miếng bánh cả nhà, thì dùng cảm thấy rất là ngon miệng ha. Và đặc biệt nhất là rau cũng rất là tươi ha cả nhà, rau rất là tươi. Lật rau rất là tươi luôn ha cả nhà, quá là tươi luôn, rau nửa từng cọng ha cả nhà, cũng rất là khó ha cả nhà, rửa xong rồi đem đi rửa, dĩa thì quá trời ha cả nhà. Sau khi mà rau rửa xong này kia sắp vô dĩa ha, sắp vô dĩa ha cả nhà, nó tùy theo lòng hảo tâm thôi. Dạ dạ dùm đi, dạ. Đó, sắp vô dĩa mỗi người. Rồi với Phật tử ở đây á, ăn uống xong thì tự mình dọn luôn ha cả nhà. Thì nước mắm hay là đũa hay là dĩa mình tự bỏ vô thau ha cả nhà. Đây là nguyên đoàn xe của mình đến đây để dùng nè ha cả nhà. Đây nguyên đoàn xe của mình. Và dùng rất là ngon ha. Ngon nha. Giòn không? Ngon. Yeah. Rất là ngon. Nước mắm, nước mắm. Cái này là lần thứ 77 à, thương anh. Lần thứ 77 à? Nhiều à? Đói bụng à? Dạ, nguyên cái rồi. Ngon ha. Rau tươi này kia thấy cảm thấy rất là ngon ha cả nhà. Dạ. À, cả gia đình thì giống như mình đi cả gia đình này kia rồi đó cả nhà, thì mình ngồi chung một bàn rồi mình lấy mỗi người một cái bánh thì mình dùng thôi, mình dùng ít thì mình lấy ít một cái hai người, còn mình dùng nhiều thì hai cái luôn cả nhà. Đó, đây là cả gia đình luôn nè cả nhà. Thì cái nhà mình cũng lấy cho mình một bánh và một dĩa rau ha cả nhà. Đó, thì xíu nó chắc mình phải đi lấy nước mắm nữa ha cả nhà. Thôi mình cùng mời cả nhà thưởng thức bánh xèo chùa Phật Nam cùng với mình ha cả nhà. Rồi.